Chào tất cả các em. Chúng ta đang ở phần Sinh thái học lớp 12, bài 44, chương trình Sinh địa hóa và Sinh quyển. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau đây. Thứ nhất là trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa, một số chu trình sinh địa hóa, đó là chu trình carbon, chu trình nitơ và chu trình nước. Và cuối cùng là khái niệm về sinh quyển. Trước hết là trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên theo con đường từ ngoài môi trường truyền vào cơ thể sinh vật qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể sinh vật truyền trở lại môi trường. Hình 44.1 sơ đồ tổng quát về chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên. Một chu trình sinh địa hóa thì gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là các chất vô cơ trong môi trường tự nhiên được truyền vào bên trong quần xã của sinh vật sản xuất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn các chất hữu cơ được truyền qua các bậc dinh dưỡng thông qua chuỗi thức ăn và lưu hít thức ăn. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn chuyển hóa các chất hữu cơ trong quần xã thành ra những chất vô cơ trả về môi trường. Thông qua hoạt động của nhóm sinh vật phân giải, toàn bộ quá trình đó gọi là một chu trình sinh địa hóa. Tuy nhiên, không phải tất cả các chất đều được tuần hoàn theo một vòng khép kín, mà sẽ có một phần uh, vật chất tách ra khỏi chu trình, gọi là phần vật chất lắng động. Trong thiên nhiên có khoảng 25 nguyên tố cần thiết cho cơ thể sống, những nguyên tố như carbon, hydro, oxy, nitơ, lưu huỳnh, phosphor, vân vân là thành phần chủ yếu cấu tạo nên các chất sống như protein, lipid, carbohydrate, enzyme, hormone có vai trò rất quan trọng đối với sinh vật. Chu trình chuyển hóa của các nguyên tố này là những chu trình sinh địa hóa chủ yếu của trái đất. Do vậy trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu uh, liên quan đến nguyên tố carbon thì chúng ta sẽ có chu trình carbon. Uh, liên quan đến nguyên tố là uh, nitơ thì chúng ta sẽ có chu trình nitơ còn liên quan đến nguyên tố hydro và oxy thì chúng ta sẽ có chu trình nước ngoài ra còn có chu trình lưu huỳnh chu trình phosphor vân vân tuy nhiên trong giới hạn của sách giáo khoa thì chúng ta không tìm hiểu ha các bạn chính nhờ những chu trình sinh địa hóa này mà sẽ giúp cho vật chất trong sinh quyển được cân bằng như vậy chúng ta có một cái ý về vai trò của chu trình sinh địa hóa chính là giúp duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển Chúng ta sang tiếp phần 2 la mã một số chu trình sinh địa hóa. Một chu trình carbon. Carbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống, là thành phần cấu tạo của các chất sống. Nguyên tử carbon luân chuyển từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật và từ sinh vật trở lại môi trường qua một số con đường. Trên hình 44.2, carbon đi vào chu trình dưới dạng carbon dioxide CO2. Trên hình 44.2, hãy cho biết bằng những con đường nào carbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và môi trường đất. Quan sát hình này, chúng ta thấy là uh, carbon tồn tại trong khí quyển dưới dạng carbon dioxide CO2. Và ở trên cạn thì CO2 trong khí quyển sẽ được đi vào trong cơ thể sinh vật. Thông qua quá trình quan hợp của thực vật, CO2 trong khí quyển thì có thể khuất tán vào trong nước, trở thành dạng CO2 hòa tan trong nước. Và do vậy, nó có thể được các cái loài à, sinh vật sản xuất ở dưới nước như là vi khuẩn lam, tảo lục đơn bào sử dụng cho quá trình quan hợp để đưa carbon từ môi trường vào trong cơ thể sinh vật. Sau đó, carbon sẽ tham gia cấu tạo nên các chất hữu cơ của cơ thể sinh vật sản xuất. Rồi sau đó hết sẽ được truyền sang các sinh vật tiêu thụ bậc 1, 2, 3, 4, vân vân, à, trong chuỗi thức ăn và trong lưới thức ăn. Carbon có thể trở về môi trường không khí và môi trường đất nhờ hoạt động hô hấp của sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ cũng như là à, sinh vật phân giải. Nói chung là hoạt động hô hấp của ở tất cả các sinh vật thì đều có thể giải phóng CO2 trả về môi trường không khí và môi trường đất. Ngoài ra chúng ta thấy có các hoạt động khác à, cũng giúp à, giải phóng CO2 vào môi trường. Ví dụ như là CO2 được thải ra từ sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, thậm chí là trong hoạt động nông nghiệp, đốt rơm rạ, củi này kia đó các bạn. Thì là hoạt động của núi lửa. Tuy nhiên thì không phải tất cả lượng carbon trong quần xã sinh vật thì được trao đổi liên tục theo vòng tuần hàng kín. Mà sẽ có một phần vật chất bị lắng động, và trở thành dầu lửa hay là than đá. Như vậy trên hình 44.2 chính là mô tả uh, chu trình carbon. Carbon đi từ ngoài môi trường vào trong quần xã sinh vật thông qua quá trình quan hợp của các loài sinh vật sản xuất. Và sau đó thì carbon sẽ được truyền qua các bậc dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn. Sau đó carbon sẽ được trả về môi trường thông qua hoạt động hô hấp của các loài sinh vật sản xuất, tiêu thụ và phân giải. Và không phải tất cả lượng carbon trong quần xả đều được uh, trao đổi liên tục theo một vòng tuần hoàn kín mà sẽ có một phần vật chất được lắng động để tạo thành dầu lửa hay là than đá ha các bạn. Bầu khí quyển có nồng độ CO2 khá ổn định hàng triệu năm nay. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải làm cho lượng khí CO2 thải vào không khí tăng cao. Cộng thêm với việc chặt phá rừng đã và đang làm cho nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng lên. Đó là một trong những nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai trên trái đất. Chúng ta biết là nếu hàm lượng CO2 trong không khí tăng cao khi kết hợp với hơi nước cũng như là khói bụi và nhiều loại chất thải công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải khác thì nó sẽ tạo thành một cái lớp khí dày đặc bao xung quanh trái đất. Nó làm cho trái đất chúng ta tương tự như là một cái nhà kính. Ánh sáng thì có thể xuyên qua nhưng nhiệt độ thì không thể bức xạ trả về vũ trụ được. Chính vì vậy nó gây ra hiện tượng gọi là trái đất nóng lên, gây băng tan và hàng loạt các biến đổi khí hậu và những cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như là vật chất ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sang tiếp phần 2 nhỏ chương trình Niter. Niter chiếm tới 79% thể tích khí quyển, và là một khí trơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối như muối amoni NH4+ và muối nitrat NO3-. Các muối trên được hình thành trong tự nhiên bằng các con đường vật lý, hóa học và sinh học. Con đường thứ nhất là các tia chớp và các phản ứng quang hóa trong vũ trụ tổng hợp nên một lượng muối nitơ từ phân tử nitơ trong khí quyển. Đây được gọi là con đường vật lý tức là nitơ được tạo ra từ các phản ứng quang hóa trong vũ trụ hoặc là năng lượng từ tia chết. Tuy nhiên, lượng muối nitơ được tổng hợp lớn hơn cả là bằng con đường sinh học. À, chúng ta lưu ý, con đường thứ hai chính là con đường sinh học. Một số loài vi khuẩn vi khuẩn lam vân vân có khả năng cố định nitơ từ không khí. Các sinh vật cố định đạm này có thể cộng sinh, như vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu, vi khuẩn rhizobium đó các bạn, hoặc là vi khuẩn lam cộng sinh trong bèo hoa dâu, vân vân, hay vi khuẩn sống tự do trong đất và nước. Như vậy chúng ta lưu ý con đường sinh học tức là có sự tham gia của các loại vi khuẩn hay là sinh vật cố định đạm. Có thể là sống cộng sinh hoặc là có thể là sống tự do trong đất và trong nước chúng sẽ liên kết nitơ phân tử với lại hiro để tạo thành nh3 và trong môi trường nước thì chúng sẽ uh, chuyển thành uh, amoni nh4 cộng các bạn uh, quá trình này được thực hiện nhờ một loại enzyme mà chỉ có vi khuẩn mới có thôi chỉ có vi khuẩn cố định đạm mới có thôi đó chính là enzyme uh, nitrogenaza enzyme này hoạt động trong điều kiện kỵ khí cũng như là có năng lượng ATP và lực thử mạnh. Tiếp theo là con đường hóa học. Ngoài lượng đạm hình thành trong tự nhiên, hiện nay người ta tổng hợp ra một lượng lớn phân đạm để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Các nhà máy phân bón hóa học cung cấp một cái lượng lớn muối nitơ cho cây trong các hệ sinh thái nhân tạo. Tóm lại trong phần này chúng ta lưu ý là uh, có ba con đường giúp tạo ra các loại muối nitơ mà thực vật có thể hấp thụ được đó chính là con đường vật lý, con đường sinh học và con đường hóa học trong tự nhiên thì con đường sinh học sẽ cung cấp một cái lượng muối nitơ chủ yếu cho cây còn con đường hóa học thì là cung cấp chủ yếu lượng nitơ cho các hệ sinh thái nhân tạo, hệ sinh thái nông nghiệp để có thể nhớ được chu trình nitơ chúng ta hãy bắt đầu từ uh, dạng nitơ mà cây có thể hấp thụ được ở đây chính là amoni và nitrat những dạng nitơ này uh, có thể có được từ đâu có ba con đường. Con đường thứ nhất là con đường vật lý, đạm được tổng hợp trong khí quyển. Con đường thứ hai chính là con đường sinh học. Nhờ các loại vi khuẩn cố định nitơ sống tự do trong đất, trong nước, hoặc là các vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh. Ví dụ ở đây là vi khuẩn cố định nitơ trong các nốt sần của cây họ đậu thì sẽ giúp chuyển hóa nitơ trong khí quyển để tạo thành muối amoni. Hoặc là con đường thứ ba đó là con đường hóa học nhờ các nhà máy sản xuất phân đạm. Ngoài ra trên hình này chúng ta thấy xác của thực vật hay là xác động vật hoặc chất thải của động vật sẽ đi vào trong đất, chính là chất hữu cơ trong đất. Và các chất hữu cơ trong đất này sẽ được các loại vi khuẩn phân giải chất hữu cơ Chuyển hóa thành ra amoni Rồi sau đó amoni sẽ được uh, vi khuẩn nitrit hóa Chuyển hóa thành ra nitrit Rồi nitrit sẽ được vi khuẩn nitrat hóa để chuyển thành nitrat NO3 trừ Và cung cấp cho cây Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là các vi sinh vật đất Như là các loài vi khuẩn phân giải chất hữu cơ Vi khuẩn nitrit hóa, vi khuẩn nitrat hóa Vi khuẩn cố định nitơ tự do trong đất đây là những vi khuẩn có lợi à, giúp tạo ra nguồn đạm cung cấp cho cây. tuy nhiên chúng ta cũng thấy có một loại vi khuẩn không có lợi đó chính là vi khuẩn phản nitrat hóa. vi khuẩn phản nitrat hóa này sẽ chuyển hóa nitrat để tạo thành nitơ phân tử. quá trình làm mất đạm trong đất của vi khuẩn phản nitrat hóa xảy ra trong điều kiện kỵ khí không có oxy ha các bạn. do vậy để tránh cái hiện tượng mất đạm trong đất thì người ta sẽ tạo điều kiện để cho đất được thông thoáng cung cấp nhiều oxy cho đất bằng cách là cày xới thường xuyên thì sẽ ngăn chặn được cái hoạt động là mất đạm trong đất của vi khuẩn phản nitrat hóa này ha các bạn một lưu ý nữa là mặc dù uh, thực vật thì có thể hấp thụ được muối amoni và nitrat khi mà vào trong cây thì nitrat sẽ được chuyển hóa thành muối amoni người ta gọi là quá trình khử nitrat nhé các bạn quá trình này xảy ra ở bên trong cây Chúng ta cần phân biệt khái niệm quá trình cố định ni nitơ, rồi quá trình phân giải chất hữu cơ, ni trích hóa, nitrat hóa, phản nitrat hóa và khử nitrat. Chúng ta sang tiếp phần 3 nhỏ là chu trình nước. Trên hình 44.4 mô tả một chu trình nước trong tự nhiên. Khi nước mưa rơi xuống thì một phần sẽ thấm xuống mặt đất, xuống các mạch nước ngầm Tuy nhiên phần lớn thì sẽ chảy tràn trên mặt đất xuống ao hồ sông suối và nước mưa thì có thể uh, trở lại khí quyển uh, thông qua các hoạt động là bốc hơi nước trên bề mặt đất, bốc hơi nước trên các mặt thoáng đại dương, sông hồ, vân vân, hoặc là thông qua một các hoạt động sinh học mà chúng ta đã biết đó chính là hiện tượng uh, thoát hơi nước ở lá cây. Nước thì đóng vai trò hết sức là quan trọng trong hệ sinh thái toàn cầu, trên trái đất có nhiều vùng rất hiếm nước, nhiều vùng thì có đủ nước nhưng nguồn nước lại bị ô nhiễm, không thể sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất. Nguồn nước không phải là vô tận và đang bị suy giảm nghiêm trọng. Chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước sạch. Hiện tại thì ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ở bến Tre ở Tiền Giang, vân vân thì chúng ta thấy là có hiện tượng khan hiếm nước một cách nghiêm trọng. À, người dân thì không đủ nước để sử dụng nấu ăn và sinh hoạt. Việc thiếu nguồn nước sạch để sử dụng à, gây ra rất là nhiều bất tiện trong cuộc sống. Do vậy, à, nếu chúng ta đang ở vùng mà có được cái nguồn nước dồi dào để sử dụng thì chúng ta cần phải có biện pháp để tiết kiệm nước ha các bạn. Việc bảo vệ rừng nè, tích cực trồng cây trồng rừng hoặc là có những biện pháp để bảo vệ nguồn nước chống ô nhiễm nguồn nước đây là những cái biện pháp à, chúng ta có thể thực hiện để góp phần bảo vệ nguồn nước ha các bạn chúng ta sang tiếp phần ba la mã sinh quyển sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất nước và không khí của trái đất sinh quyển dày khoảng 20 km bao gồm lớp đất dày khoảng vài chục mét thuộc địa quyển, lớp không khí cao 6 đến 7 km thuộc khí quyển và lớp nước đại dương có độ sâu tới 10 đến 11 km thuộc thủy quyển. Như vậy chúng ta lưu ý khái niệm sinh quyển chính là toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí của trái đất. Nó có thể dày khoảng đến 20 km và bao gồm địa quyển, khí quyển và thủy quyển trong sinh quyển sinh vật và những nhân tố vô sinh liên quan chặt chẽ với nhau qua các chu trình sinh địa hóa hình thành nên hệ thống tự nhiên trên phạm vi toàn cầu trên trái đất sinh quyển được chia thành nhiều khu sinh học còn gọi là biôm tùy theo các đặc điểm về địa lý khí hậu và sinh vật sống trong mỗi khu như vậy là tiêu chí để uh, Phân biệt các khu sinh học khác nhau là dựa vào đặc điểm về địa lý, về khí hậu cũng như là sinh vật sống trong mỗi khu đó. Các khu sinh học chủ yếu gồm các khu sinh học trên cạn, khu nước ngọt và khu sinh học biển. Trước hết là các khu sinh học trên cạn. Hình 44.5 mô tả khu sinh học hay biôm trên cạn, phân bố theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các vùng trên trái đất, đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao đó chính là các hệ sinh thái từ vùng nhiệt đới đến vùng ôn đới, vùng cận Bắc Cực và vùng Bắc Cực. Ở mỗi vùng thì tùy theo mức độ khô hạn thì có các cái loại hệ sinh thái khác nhau. Ở hướng vùng nhiệt đới thì có các hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sa van, hoang mạc và sa mạc. Khi đi từ rừng mưa nhiệt đới đến sa mạc, hoang mạc và sa mạc thì cái mức độ khô hạn tăng dần ha các bạn. Ở vùng ôn đới thì mức độ khô hạn sẽ tăng dần khi đi từ rừng rụng lá ôn đới đến thảo nguyên rồi rừng địa trung hải. Ở vùng cận Bắc Cực thì có rừng lá kim phương Bắc còn gọi là rừng tai ga. Ở vùng Bắc Cực thì có đồng rêu hàng đới. Ở khu sinh học trên cạn thì chúng ta lưu ý là khi đi từ hệ sinh thái ở vị độ thấp tức là vùng nhiệt đới lên đến uh, vùng bắc cực tức là vĩ độ cao hơn thì uh, mức độ đa dạng của hệ sinh thái sẽ giảm dần ha các bạn. Khi đi từ vùng nhiệt đới đến vùng bắc cực, tức là đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao thì độ đa dạng giảm dần. Nếu độ đa dạng giảm dần thì lưới thức ăn sẽ ngày càng đơn giản ha các bạn. Tức là chúng ta sẽ thấy là rừng mưa nhiệt đới thì có độ đa dạng sinh vật là cao nhất sau đó giảm dần đến rừng rụng lá ôn đới, rồi đến rừng lá kim phương Bắc, rồi đến đồng rêu hàng đới nha các bạn. Lưới thức ăn do vậy cũng ngày càng đơn giản hơn khi đi từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao. Đó là các khu sinh học trên cạn. Tiếp theo là khu sinh học nước ngọt. Trên đất liền bao gồm những khu nước đứng là các đầm, hồ, ao và khu sinh học nước chảy. Các khu sinh học nước ngọt trên đất liền bao gồm những khu nước đứng là các đầm hồ ao và khu nước chảy là các sông suối về khu sinh học biển thì theo chiều thẳng đứng lớp nước mặt là nơi sống của nhiều loài sinh vật nổi lớp giữa có nhiều động vật tự bơi lớp dưới cùng có nhiều động vật đáy sinh sống theo chiều ngang biển thì được phân ra thành vùng ven bờ và vùng khơi vùng ven bờ nhất là vùng nước lợ thì có thành phần sinh vật phong phú hơn hẳn vùng khơi hay chúng ta biết là những cái vùng đệm giữa hai cái môi trường khác nhau thì nó sẽ có điều kiện thuận lợi cho nhiều loài sinh vật cho nên là cái độ đa dạng nó cũng sẽ là cao hơn ha các bạn. Chúng ta lưu ý là khi đi từ vùng ven bờ ra vùng khơi xa thì độ đa dạng sinh vật sẽ giảm nha các bạn. Độ đa dạng của sinh vật sẽ giảm khi đi từ vùng ven bờ sang vùng khơi hay là khi nói về lưới thức ăn thì khi đi từ vùng ven bờ sang vùng khơi thì lưới thức ăn sẽ ngày càng đơn giản. Như vậy tóm lại trong phần này chúng ta uh, cần nhớ khái niệm về sinh quyển, đó chính là toàn bộ sinh vật trong các lớp đất, nước và không khí của trái đất. Tức là bao gồm địa quyển, khí quyển và thủy quyển. Sinh quyển thì được chia ra thành nhiều khu sinh học hay còn gọi là biôm, bao gồm khu sinh học trên cạn, khu sinh học nước ngọt và khu sinh học biển. Trắc nghiệm câu 1 Carbon đi vào chu trình sinh địa hóa chủ yếu dưới dạng nào sau đây? Carbon đi vào chu trình sinh địa hóa chủ yếu dưới dạng CO2 thông qua quá trình quang hợp. Câu số 2. Trong chu trình carbon, CO2 từ môi trường đi vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động của nhóm sinh vật nào sau đây? Đáp án chính là sinh vật sản xuất ha các bạn. Câu số 3. Trong chu trình nitơ, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì? Trong chu trình nitơ thì vi khuẩn nitrat hóa có vai trò chuyển hóa nitrit thành ra nitrat ha các bạn. Đáp án chính là câu D. Còn ở câu A chuyển hóa nitrat thành ra uh, nitơ thì đây chính là cái quá trình phản nitrat hóa. Còn ở câu B chuyển hóa nitơ thành amoni thì đây chính là quá trình cố định đạm, cố định nitơ. Còn câu C chuyển hóa nitrat thành ra amoni đây chính là quá trình à, khử nitrat xảy ra ở trong cây. Câu số 4, có bao nhiêu biện pháp sau đây là cần thiết để bảo vệ nguồn nước? Chúng ta thấy ý 1, 2, 3 thì chúng ta chọn được ha các bạn. Ý 4 thì không chọn được, à, chúng ta phải tiết kiệm nguồn nước chứ không phải là tăng cường sử dụng nước máy để góp phần vào sự thượng hàng nước ha các bạn. Cho dù chúng ta đang ở nơi có À nguồn nước dư giả thì chúng ta vẫn phải tiết kiệm nguồn nước. Đáp án là câu C ha các bạn. Câu trách nghiệm số 5, dựa vào các đặc điểm địa lý khí hậu và sinh vật, sinh quyển được chia thành các khu sinh học chủ yếu là Sinh quyển thì sẽ được chia thành các khu sinh học chủ yếu là khu sinh học trên cạn, khu sinh học nước ngọt và khu sinh học nước mặn. Đáp án câu bờ ha các bạn. Câu 6 các khu sinh học còn gọi là biome được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ đa dạng sinh học là giảm dần về độ đa dạng sinh học thôi các bạn. chúng ta biết là rừng mưa nhiệt đới thì sẽ có độ đa dạng sinh học là cao nhất trong các hệ sinh thái trên cạn đó các bạn. cho nên mình sẽ loại trừ ý b và ý c. chúng ta sẽ phân vân ý a và ý d nhé các bạn. đầu tiên là độ đa dạng cao nhất và sau đó giảm dần. chúng ta thấy đáp án cô A à, là hợp lý ha các bạn Đồng rêu hàng đời thì ở khí hậu rất là khắc nghiệt Cho nên độ đa dạng sẽ là thấp nhất Chúng ta chọn ý A Như vậy cô vừa hướng dẫn các bạn nội <laughs> dung của bài 44 Chương trình sinh địa hóa và sinh tử Chúc các bạn học tập thật là tốt nha